Hello cô chú và anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày thứ sáu rồi, mọi người có tính về cho weekend hôm nay mà. Thường Steven làm việc hơi buồn buồn, anh chạy ra vườn. Và hôm nay ra vườn Steven có đem theo một cái chén muối. Thì mọi người theo mình để lý do nào mình đem chén muối này theo nha, mọi người theo chân mình nha. Ok. Phía sau vườn của Steven á, thì có hai cây mận. Thì năm nay trái cũng tương đối nhiều. Thì khi làm buồn á, thì Steven sẽ ra đây ăn trộm mận vô ăn. Cái răng dưới này nó chín được mấy trái rồi nè. Nó cũng chưa tới mùa không ngon mà cũng có trái bộn á. Mình coi nè. Đọt thì chín nè, nhiều trái chín nhiều lắm. Như phía bên này cũng có mấy chùm nè, chín nè. Thôi thì mình sẽ hái mấy trái mận này xuống mình ăn. Đó, tươi ngon không, mới hái trên cây xuống luôn nè. Thì mình sẽ chấm vô đây. Ui. Mời mọi người nha. Trời, nó ngọt tàn nhẫn luôn. Giòn nữa. Chấm với muối sinh linh đó, ngon. Dưới nhà có mấy cái ớt á, cha ông chồng ấy, ớt nhiều lắm. Cắt bỏ vô. Bằng mặn cái cây chấm vô đã lắm. Trong ruột nè, nhìn thấy ngon không? Không nhận nó cay tàn nhẫn luôn. Nếu ngồi đây thôi chứ ăn hơn, sạch cay quá. Bạn mình hái trên cây mình xuống mình ăn nó ngon á. Cảm giác nó lạ hơn là dặn mình mua. Chỉ hái xuống chùi chùi cái ăn liền. Thấy giờ cái ruột không? Ra thử không cha? Chơi con thử này không? Ừ.
thử hả? Hai xuống chấm vô cái muối này ngon lắm. Ô, mận xanh chín hả? Mới giờ ấy xuống chấm mấy này rồi. Mận xanh bệnh rồi. Mận xanh nè. Rồi, cây bệnh hả? Ừ. Đã vậy? Thử không? Chánh chánh ớt. Ngon. Ừ, ngon. Mận xanh nè chưa? Giòn ngon lắm. Ừ, giòn cái nè. Ừ, giòn ngon. Giòn hơn măng đỏ. Sao có những trái có hột mà những trái không có? Còn kỳ vậy? Ừ. Ừ, thôi. Wow. Ừ, đã. Ê, còn nữa hả? Còn 4 trái nữa. Mận xanh năm nay nó ít trái. Đúng không? Cái đợt này là đợt đầu nè. Không, đợt đầu nè, năm đầu hả? Năm đầu không phải. Cái đợt này nó có mấy bông mà đợt đầu á, mà sao hang hoài, tôi hang hoài nó không có bông, không có bông đó. Còn cái đợt sau này dữ dội lắm. Đợt sau nhiều lắm. Nó mới mốt bắt thang bẻ đi để thôi nữa. À. Khoảng chừng chừng 2 tháng nữa, 1 tháng nữa là ngon phải không? Ừ, 1 tháng nữa là nó đầy hết trơn rồi. Còn mấy cái chùm mà trước đó là mà bắt thang bẻ ăn để thôi nữa. Biết sao kỳ, trên đọt lại nó có trái chín nó nhanh hơn là dưới ốc nha. Không, mấy cái bông đó, nó chùm, nó có bông, nó có bông trước đó. Không. Mình chú bên chị. Mận trong nhà của Steven nha. Trời ngon á. Nó giòn ngọt lắm. Đã thiệt nha. Có mấy trái nằm ở trên kia cao quá, hái không tới, tí chiều lấy thang móc xuống. Không ăn để nó già ở đâu cái nó thúi. Thì đi vô lấy thang đi. Steven mới ginh cái thang ra nè. Thang lên đây mình xử cái dây mặn lên mới được. Chùm mặn này nằm trên cao quá, phải leo lên. Dối không tới. Chính luôn ra. Nguyên chùm luôn. Ú, gớt rồi. Chùm này nó đâu? Đây. Nguyên chùm trên cây xuống nữa chưa? Chim chùm nữa. Qua đây. Thang qua. Chết chùm đi. Dối dối đừng có té nha. Té cái máy nhịn ra luôn. Trời vơi quá. Nhỏ nhỏ mà ngon cô chú anh chị. Lắc con chùm ơi. Nhìn đã không? Nè. Đỏ chưa? Mới chơi vô 2 chùm. Vô nhà ăn tiếp, ngoài này nóng quá. Steven mới hái thêm 2 chùm để vô nhà ăn. Vừa ngồi vừa làm vừa ăn. Để buồn. Ồ. Nè, còn đây là ba của Steven nè, hai em muốn hỏi cách trồng cây trái mà xanh tươi và trái nhiều là bữa nào làm cái video cho mọi người có câu hỏi thắc mắc thì hỏi với ba nha. Đó. Đây là trồng mấy cái ổi, đầu ổi nó ra trái mình thấy bịch lại giờ không bịch gì đó. Bị con này kia nó đeo lên nó ăn nó chết, rụng.
sẽ an toàn mua cái bao cho mình. Trên Amazon chứ mình bao lại. Ổi thì bà hỏi mình có làm cái video mình ăn ổi rồi á. Cái đó là trái đầu mùa thôi. Bây giờ có cây ổi xíu trái nó đeo. Mỗi cái bao trắng trắng là một trái chứ nha mọi người. Ghê không? Ổi này nhỏ mà có vỏ ra. Bao trắng giả chứ. Đá lụi cấp phao luôn không? Có nhậu bạn nó hỏi trồng cách nào mà sau cái vườn xanh tươi vậy. Nếu bữa nào làm cái video chỉ cho cách. Còn ở đây rau cần cua nè mọi người, rau má nè, năm đầu thì trồng có chút xíu rồi, bây giờ nó mọc ra giống như cỏ vậy á. Mấy năm nay giờ đâu trồng đâu, thì đồng nó lên tới hết tới mùa cái mưa xuống nó lên gì nè. Đủ thứ loại rau hết trơn. Ok, bây giờ mình vô nhà mình ăn tiếp. Đứng ngoài đó nóng quá. Ngồi vô tới nhà nó mát dễ sợ. Quýt cần sạch tới muối nè, để thêm tí muối nữa. Cô Tư tháng tới xuống đất tình học xong rồi xuống nhà chơi nha. Đây mận có mùa rồi đó, không xuống là mất phần ngắn chịu nha. Thấy ngon không? Đây là không gian làm việc của Steven nè. Buồn thì mở YouTube lên coi. What's up? Take half, man. You don't take the whole pot? Just one. Dip in. The sauce, ngon. Take a couple more. Mm-mm. Sure. Ok, khi mình mới hái xuống á, mình ăn vô nó giòn mà nó ngọt đã lắm. Thấy không? Mới đi hái ngoài kia có 5 phút mà nóng tốt mà hôi chưa. Mày ăn là vô phê. Mặn em ngon quá nè. Thử mấy ngon chưa chín mà chín hả? Ngọt lắm nó. Thằng anh với ông nội hái trái nghe cái mặn mồng xanh đó. Mặn này chưa đủ chín mà chưa có đủ đỏ mà. Đỏ nó bị ấy nè. Không rửa vậy gì tao không rửa đâu, không làm gì đâu rửa. Lắm mưa ngày qua sạch bon. Mười sáng nữa. Mình nhà mình trồng mà đâu có sâu bọ gì đâu.
ngon cách kỳ lạ. Giòn ngon. Bây giờ ngon hơn tiệm nhiều. Anh tiệm phải bỏ tiền đi mua. Còn cái này mình hái nhà mình ăn. Ngon không? Mặn nhà ăn nó cũng đông ngon hơn mặn tiệm. Từ từ mùi vị quá. Độ ngọt giòn nè. Tươi nè. Mình biến nó sạch sẽ nữa. Hái vô con rửa đâu, ngày sáng mưa ầm ầm á. Cũng sạch đây, chỉ chua chảy sơ vậy. Trong giờ làm Steven. Làm xong mà buồn quá, đi ngoài giường hái mận vô ăn. Chào mọi người, cuối tuần có chương trình gì đâu chơi không? Uống má rồi nó cay. Wow. Cây đây khóc luôn à. À, thôi. Giờ break mình hết rồi, trở lại làm tiếp tục đây. Cảm ơn mọi người xem video với Steven ngồi kia hái mà trải nghiệm hái mận nhà ăn nha. Có gì cuối tuần giờ gặp lại tiếp. Tí chiều một tí nữa đi dự lễ lên bèo của thằng nhóc nhà mình. Nên khoảng 6 giờ nó đi lên trên trường học, nó thi lên Đa Đen. Thì nó học cũng gần 5 năm rồi. Nó học võ cà rá đi 5 năm rồi. Bây giờ ông thầy cho thi lên Đa Đen. Rồi chiều nay nó đi thi, mình cũng đi quay phim cho nó buổi. Thì hy vọng là trong tuần này Steven có thời gian để làm cái hậu kỳ xong cho cái phim đó. Rồi cái mọi người có thể tham khảo xem coi cái video bé nó thi lên trường lên Đa Đen như thế nào. Nhỏ chị nó lên Đa Đen nó mấy tháng trước, bây giờ nó lên đây. Chị thì thi lên làm sensei để dạy võ karate. Bây giờ thằng em tối nay sẽ sẵn đi thi tiếp. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp nha. Có gì hẹn gặp lại. Chúc sức khỏe cuối tuần nha. Bye bye mọi người. Bye.